bộ lông xanh, nó chắc chắn là Doraemon. Rất sử dụng thích ăn bánh rán, tình hình ông ạch cậu chảy lông to. Cô mèo thế kỷ của 22, trong tương lai cậu là phế thải. Thì bọn chuột làm hỏng đôi tay, nhưng cậu cũng muốn sẽ gắn nó lại. Cậu là cứu tinh cho nó. I don't know what you heard about me.